Rồi tiếp theo xin vô với anh em combo 3 cây ha, 3 cây linh sam gãy quái nè anh em. Cái này được ương từ hạt ha, nên cái này thấy gì anh em nhỏ nhỏ nhưng mà già lắm đó, 2-3 năm rồi đó. Tại mình ương á, cái mình nhổ lên hoài á, quắn quắn rễ á vậy nè đó. Này từ hạt á anh em, chứ không phải nhánh chiết ha. Đây nè, thứ hai ha, này em giao lưu luôn combo 3 cây luôn ha, 3 cây đây cây nè. Đấy, anh em so sánh với cái tay em ha, cao tầm 15 xăng ha anh em, dài nè, cái này dài tầm 15 ha, tầm 15 xăng. 3 cây này em xin giao lưu với anh em giá 500k, 500k bao ship. Anh em so sánh với cái ngón tay của em ha, cũng khá to luôn ha. Cũng thấy gì to lắm ha anh em. Rồi 3 cây 500k bao ship ha.